Thái Lan phát hành hình ảnh vệ tinh, có thể là những mảnh vỡ của máy bay Mã Lai. Một vệ tinh của Thái Lan đã phát hiện khoảng 300 vật thể nổi trên biển ở Nam Ấn Độ Dương, nơi quốc tế đang tìm kiếm dấu vết của chiếc máy bay của Mã Lai bị mất tích. Cơ quan phát triển tinh học địa lý và công nghệ vũ trụ của Thái Lan, tức JISDA, hôm nay cho biết các hình ảnh vệ tinh đã được chụp vào hôm thứ Hai và đã mất 2 ngày để xác định thông tin. Các vật thể đã được phát hiện khoảng 2.700 km về phía tây nam của Perth bởi vệ tinh Thái Chat. Thái Lan đã chuyển thông tin này đến cho Mã Lai. Phương tiện truyền thông Thái Lan cho biết hiện vẫn chưa chắc chắn là những vật này là những mảnh vỡ của máy bay Malaysia Airlines MH370. Và hình ảnh vệ tinh của Thái Lan được chụp sau khi một vệ tinh của Pháp phát hiện 122 vật thể gần đó. Thái Chat, tức vệ tinh quan sát trái đất của Thái Lan, là một vệ tinh viễn thám được sử dụng để quan sát tài nguyên thiên nhiên.